một loại giống như tầm dông ha. Tên của nó là tre gầy. À, giống tre gầy nhưng mà thân nó mập mạp. Ở mé bên kia có tiếng của đồng bọn đang đi rồi mời. Chân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay danh mời quý vị và các bạn cùng danh đi tham quan làng tre Phú An. Và hiện tại thì nhóm mình đang tập trung vì thiếu một vài thành viên cho nên chưa xuất phát nha mọi người. Để đến được làng tre Phú An thì chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo quốc lộ 13 về hướng Thủ Dầu Một Bình Dương. Khi qua trạm thu phí Suối Giữa thì chúng ta sẽ nhìn bên tay trái có ngã ba Suối Giữa. Đến ngã ba Suối Giữa chúng ta sẽ rẽ trái theo hướng đi về Dầu Tiếng nha mọi người. Và chúng ta sẽ chạy theo con đường này, khi qua khỏi cầu Ông Cậu khoảng 4 km thì làng tre Phú An sẽ nằm bên tay phải. Và hiện tại chúng ta đã đến cổng của làng tre Phú An và bây giờ chúng ta sẽ vào trong để mua vé và gửi xe. Hiện tại mình đã vào cổng của làng tre Phú An và giá vé ở đây là 20.000 cho một người. Và chúng ta gửi xe thì để cặp theo lối đi này sẽ có người giữ. Và chúng ta sẽ đi theo lối này vào bên trong để tham quan làng tre. Làng tre Phú An này thì rất là bao la rộng lớn và có những không gian riêng tư rất thích hợp cho các bạn trẻ đến đây để vui chơi, dã ngoại, cắm trại. Vì hiện tại là mùa hè cho nên có rất nhiều tiếng ve ở nơi đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng theo lối này, sâu vào bên trong sẽ có nhiều ngã rẽ. Nè, vừa đi vừa nói chuyện đi. Có hai người đẹp đang đi ngắm tre. Ở đây tre bạc ngàn luôn mọi người. Đang là mùa hè cho nên đi ở đây có rất nhiều tiếng ve kêu. Rừng tre nè, ở bên trong có trúc. Ở đây có mấy cái tảng đá nè, chụp hình cũng rất là đẹp. Hình ảnh cây tre Việt Nam rất thân thuộc với làng quê Việt Nam từ xa xưa. Tuy nhiên giờ đây thì với tốc độ đô thị hóa thì diện tích trồng tre đã dần được đẩy lùi. Tuy nhiên ở Bình Dương vẫn còn một nơi bảo tồn tre rất là rộng lớn. Đây. Rồi, đây là giống tre mới, Lộc Ngọc. Tre Lộc Ngọc. Tre này lá nó rất là nhỏ nha. Rồi chúng ta đi vô rừng tre ha. Hôm nay là một ngày mát mẻ. Rồi chúng ta sẽ đi tham quan một khu rừng gọi là tre xanh các loại. Ở đây có tre gai. Ở đây có rất là nhiều tre này.
xuống đây một chút xíu. Đây là giống tre. Giống tre này giống tre gì đây? Bây giờ mình vừa đi trong rừng tre mà giống tre này em Xuân mã. Sẽ giới thiệu cho mọi người một vài giống tre tiêu biểu nha mọi người. Quét mã, tre này đi, tre này nè, tre này nè. Ở đây nè. Tre này có tên. Rồi đi 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 đi. Rồi. Đây, một loại giống như tầm dông ha. Tên của nó là tre gầy. À, giống tre gầy nhưng mà thân nó mập mạp. Ừ. Gầy cỡ như em không ạ? Em thì không gầy, em mập rồi. Bên đây mới có nè, bên kia người ta không có ghi bên này không có ghi tên. À, không có ghi tên đâu. Nhưng mà rừng tre này có thêm là mũi. Có nhiều chỗ người ta không ghi giống mà người ta chỉ để mã QR để quét thôi. Đây, xuống đây có nè. Đi vô rừng tre này thì mọi người nhớ đem shop fail theo nha mọi người. Này rừng tre này rất là mát nha. Rất mát nhưng mà cũng đây, có hơi mũi tí à. Mọi người. Mang theo cái quạt. Rồi, đây là một cái loại tre mới. Tre gì đây? Cây này. Cái này nhìn thân nó nhỏ ha, thẳng thiêu ha. Tre của nó tên là mai ống. Tre mai ống. Tre mai ống. Rồi. Tên rất là lạ luôn, có nhiều giống tre tên lạ. Rồi. Xuống đây mình tiếp dưới đây đi anh Danh ơi. À đây. Đây mình tiếp một cái này. À đây. Một loại tre này. Nó cũng là dòng họ nhà tre nha, nhưng mà nó tên là nọ bói. Thân nó gọi là giống như cái trúc á. Giống như cái trúc ha. Thân mảnh như cái trúc vậy. Nhỏ xíu à. Là nó cũng là họ tre nha. Cây này tên kêu là nọ bói. À. Ở trong đây có một cái tảng đá này, nhìn cũng hay hay ha. Nha. Như cái bàn luôn á. Đây là cái bàn đá nha. À. À. Cái tảng đá này chắc người ta làm cái bàn để cho ngồi ngồi mùa nắng. Rồi. Đây là một phái đoàn đi tham quan. Nguyên một phái đoàn đi tham quan. Chúng ta sẽ làng tre Phú An. Có hai người phái đoàn này tham quan rồi. Hôm nay đi như thế nào rồi chị? Trời ơi. Thì vui không? Mát mẻ mà phải dùng quạt luôn. Vui. Ở mé bên kia có tiếng của đồng bọn đang đi nè mọi người. Để mình hú coi có ai nghe không? Có trả lời, có trả lời. Giờ mình tiếp tục đi theo con đường này. Bữa hôm nay dự tính mình đi vườn trái cây, nhưng mà đi vô vườn trái cây nó không có trái, buồn quá. Ghé qua làng tre Phú An nha mọi người. Làng tre này thì đặc biệt rất là rộng, thoáng mát. Ở nơi đây thì thích hợp cho các bạn trẻ đến đây để cắm trại. Vì không gian rộng mà chỉ toàn là tre thôi. Khi chúng ta vào đây cắm trại thì không gian cũng rất là riêng tư. Chúng ta có thể đem loa đến đây để hát karaoke thoải mái nha mọi người. Đi đoạn này cũng hơi ngược nắng chút xíu.
Ở đây ngoài tre ra thì còn có những cái cây cổ thụ. Khi đi vào làng tre rừng tre này thì chúng ta có nhiều cái ngã rẽ để cho mình đi, là làng quê Việt Nam thời xa xưa. Ngày xưa thì vùng của mình là đa số là cây tre rất là nhiều luôn. Còn những cái ngã rẽ qua tới bên kia luôn đó mọi người, nhưng mà bên đó thì đi bị ngược nắng. Mình sẽ đi theo hướng này đi. Ở trong đó có một cái chòi á mọi người. Đi tham quan mà lỡ trời mưa mình vô đó mình núp cũng được. Không gian này rất là rộng. Để mình về mình sắm cái lều lên đây cắm trại vô tư luôn á. Từ xa xưa thì cây tre Việt Nam đã giúp ích cho người nông dân Việt Nam rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Và không những thế, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì cây tre Việt Nam đã làm nên lịch sử với những chông tre và gậy tầm vong làm quân thù khiếp vía. À, nó có quét mã để biết cái tre đó là cái tre gì vậy? Ở đây có quét mã QR nè. Ở trong này nuôi con gì? Hô hô, xin chào. Hello. Hello. Chào. Đây. Không cảm với nhà làng tre. Đây. Đây. Làng tre đất Việt.
đi mình tiến tới đây mình nè 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 cái gì là cái gì là này của ai ta? Nguyễn Thị Mỹ Hạnh à, cái bạn này là của cái người bạn này là bạn của cái người mà sáng lập ra ở đây nè, cái bà Hạnh nè. Đây là các bạn trong nhóm mình đang chụp ảnh. À, vô rừng tre này thì rất là nhiều cảnh thiên nhiên luôn, mọi người rất là thích luôn. Ngồi ngồi giống thầy Bói Ngao quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tham quan làng tre Phú An và bây giờ nhóm mình sẽ chuẩn bị ra về và Danh sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mọi người có yêu mến kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, nhấn like để ủng hộ kênh và đón xem video mới.